trong ngày qua bản tuyến hàng phụ kiện mà hàng ngày các loại còn giảm hơn 25%. Đặc biệt là đặc biệt chọn smartphone máy tính bảng còn có cơ hội mắc PC trúng tiền tỷ, tổng giá trị giải thưởng lên đến 1.800.000.000 đồng. Ngoài ra giảm sốc cực sắc là hàng gia dụng, hàng trăm sản phẩm đang giảm giá lớn, dao gọt, son môi, chảo chân dính, giá hàng giảm lên đến 50%. Còn có bình giữ nhiệt giá từ 100.000, còn tặng thêm bình nhựa Thái Lan, ly sứ, tủ trái, bộ tre cao cấp đang có tại gian hàng đồng giá chỉ còn 45.000 một sản phẩm thôi. Giá đã giảm tươi xanh đến chọn nhanh, khởi động cả năm hành thông tốt đẹp nào cô bác ơi. Mọi chi tiết ưu đãi khai xuân trước đầu năm năm mới, mời quý khách xem thêm tại điệnmáyxanh.com hoặc báo tổng đài miễn phí 1800 1061. Đến Điện Máy Xanh khai xuân mới đầu năm phơi phới cả năm tấn tới cho bà con ơi. Cài xuân kính chúc nhà nhà xuân phúc hạnh phúc tràn đầy. Hãy mời quý cô bà con cô bác du xuân vui hát, hãy ghé lại đây trước lò xuân này một năm đủ đầy. Gió xuân vui mới, lộc xuân đang tràn đầy tại Điện Máy Xanh. Đến Điện Máy Xanh, mùa sắm đầu năm lộc đầy tươi xanh. Mời quá đánh nhanh, hôm nay lì xì may mắn đến 800.000 đồng. Lì xì trong tay, còn thêm quà liền tay. Đi đi cũng lặng, lấy giặt lấy lặng, ướp nhỏ là có quà. Quà tặng vài trăm, cho đến vài chỉ, ưu đãi rất nhiều. Mời cô bác ghé nhanh chọn lựa. Có TV, Sony, Samsung, LG, TCL đang kèm quà tặng tiền triển lên đến 22 triệu đồng. Mới TV TCL, máy tốt cho bao, còn đang giảm giá từ 200.000. Có bốn số đồng nha. Mọi chi tiết ưu đãi khai xuân trước được đầu năm mới, mời bạn xem tại Điện Máy Xanh.com.